Tôi là Phan Phúc Thắng. Nói chung á là trong cái cuộc sống này á, mỗi khi nào mà mang được cái tiếng cười, được niềm vui đến cho khán giả là tôi sướng lắm. Công việc hàng ngày thì tôi là một người dẫn chương trình, là một diễn giả. Mình có rất là nhiều tài lẻ. Mình muốn dần dần quý vị khán giả sẽ từ từ khám phá được những tài năng của mình. Các bạn biết không, mình đi thi là mình ghét nhất là đạt giải quán quân nhé. Cực kỳ ghét luôn. Nhưng mà cái tiêu chí của mình ấy, cái phương châm sống của mình ấy, là ghét của nào trời trao của đấy. Các bạn hãy nhớ và bình chọn cho tôi một người dẫn chương trình lịch lãm, một diễn giả sâu sắc, nhưng đừng quên diễn viên hài của Cười Xuyên Việt các bạn nha.